Mồi này bữa đó mình đặt muối ra. Bà con ba khía luôn. Kỹ năng của mình là mình cố gắng bước theo những cái dấu chân của ông Sáu để lại đi đằng trước nè. Đã vô đây mà vừa tối, vừa mỏi và vừa khó đi. Ông mới thấy được cái sự khó khăn của ông Sáu luôn á. Và mỗi một cái ngày như thế á, cô bác của anh chị, ông Sáu chỉ được khoảng chừng 50 ngàn đồng thôi. Đặt vào phía để đâu có ấy, có khi đôi lúc mà đi trên ghế nước á, té cái gọi gì đi. Mình đã suy nghĩ lại, trời ơi mình á, sao mà khổ cực dữ vậy, mấy người bằng tuổi mình á, sao mà nó khỏe quá. Suy nghĩ vậy luôn hả? Dạ Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị ạ. Thì hôm qua thì Bùi Hồ có thực hiện một cái clip tại nhà ông Sáu. Sau đó thì vì thời gian tối mình đi sợ ông Sáu cập gặp nên thành nữ là nán lại thời gian vào ngày hôm nay. Thì ông Sáu hôm nay là giao nước đá cho nhà của anh Trí cô bác quý anh chị. Thì Bùi Hồ cùng với ông Sáu sang tiện này sáng sớm và đi thăm bảy ba khía. Ba khía đó là sáng nay là chạy nhiều không sao? Thấy không? Ông là chạy nhiều không? Chạy chắc cũng đỡ rồi. Chạy cũng đỡ thôi ha. Đây là cái chiếc xuồng của ông Sáu nè cô bác của anh chị. Và sau lưng mình cái mặt vẫn còn ngáy ngủ. Mình chống mình không có chạy xuồng không sao? Chống thôi hả? Cạn chạy chống vô vé bờ để mình lên rồi. Dạ. Đây, kể cái cảnh ông Sáu thì thấy đẹp hơn. Cái cảnh ông Sáu thì ngoài sau lưng là cái phông nền là màu xanh của da trời với lại màu xanh của cỏ cây, với lại cái ông Sáu đấy chống cái sào nhìn đẹp ghê á. Ông Sáu chào khán giả một cái ông Sáu. Dạ chào khán giả. Sáng nay thì trời yên biển lặng nên thành nữ là chiếc xuồng của ông Sáu có thể đi được như thế này. Ngày hôm qua khi mà chạy về trời chập tối á, thì nước ở dưới biển á, nó cứ hắt hắt lên cái chiếc xuồng của ông Sáu luôn. Và mỗi lần như vậy á, thì mình sợ lắm. Tại vì chiếc xuồng này là một cái chiếc xuồng xuồng cây. Xuồng này là chủ yếu là để đi đi sông không sao? Đi sông. Và còn cái chiếc vỏ lãi thì nó đi biển hay hơn. Ông Sáu thì chiếc xuồng Sáu là không thể nào đi ra tới ngoài đảo kia được. Lát nữa mình lại đó mình lội bộ không sao? Lội bộ thôi. Lội bộ vô gần nước luôn. Dạ. Cứ nhìn mỗi một cái ấy, mỗi một cái lần mà ông Sáu ông chống cái chiếc sào cho chiếc xuồng nó đẩy đi á, mình nhìn thấy sao sao á. Không biết cô bác anh chị có cái cảm nhận gì không à, mà thấy nó buồn buồn, tuổi già vẫn còn mưu sinh. Sau này ông Sáu có cái tâm nguyện gì không sao? Trăm tuổi già. Trăm tuổi già, tâm nguyện đi theo ông bà cho nó khỏe, đừng có hành hạ sát thân. Sợ nằm một chỗ hành hạ sát thân cho nó cực khổ. Nó mệt ha. Dạ. Có nghĩa là ông đến nhẹ nhàng mà cũng ra đồi tâm nguyện là ra đi nhẹ nhàng. Dạ. Quăng neo không sao? Thấy neo rồi cho ấy. Mình phải đội đậu cái chiếc xuồng này từ xa như thế này ha. Dạ. Lý do là chút xíu nữa là thủy triều càng ngày càng rút xuống. Dạ. Ây da. Chiếc xuồng của ông Sáu này cô bác quý anh chị. Ông Sáu máng neo ha. Thì lấy cái gì thăm ông Sáu? Lấy cái thùng đó. Đây, hai ông Sáu mình đi. Ông Sáu kể chuyện gì vui vui con nghe kìa.
Biết chuyện gì vậy? Dạ. Kể chuyện gì vui vui con nghe chứ. Ông biết chuyện gì cũng kể chuyện đó. Kể ra đặt lú kia thì nó đâu có ai. Đặt lú với đặt bạc kia thì đâu có ai. Có khi đôi lúc mà đi trên ghế nước á, té cái gọi gì đi. Mình đã suy nghĩ lại, trời ơi mình á, sao mà khổ cực dữ vậy. Mấy người bằng tuổi mình á, sao mà nó khỏe quá. Suy nghĩ vậy luôn hả? Rồi suy nghĩ lại đó, chắc cái số mạng của mình quá. Số mạng của mình nó vậy rồi, mình phải chịu. Nhưng mà có buồn không? Có nghĩa là những khi mà người ta đi tới nhà, ta đi làm cái công việc nhẹ hoặc là con cháu nuôi thì ông vậy ông buồn dữ không? Cũng không, bởi vì mình nghĩ là cái số mạng của mình đó là chắc nó phải vậy rồi, thử ra mình phải chịu theo cái số mạng ông trời ổng định mình vậy rồi. Ổng cho mình cái vai này ha. Trời, cái chân mình đóng vai khổ vậy đó. Đúng vậy không? Vậy đó. Hồi đó giờ có khi nào ông được sung sướng không sao? Dạ không. Dạ. Không được sung sướng lần nào luôn hả? Dạ không. Món ăn mà ông giáo ngon nhất từng ăn mà là món gì? Ăn ngon nhất là hồi lúc mà ở gia đình cha mẹ còn đó. Dạ. Thì ở nấu nồi thịt heo chừng ký mà 7-8 anh em ăn, cả gia đình ăn, mà phải ăn là 2 ngày. Dạ. Chứ thường là ăn cá hỉnh khô quẹt nhiều nhất. Chứ không có thịt ha? Không. Mà lúc đó là thịt chắc mắc không sao? Thịt đó nó cũng không có mắc gì, nó rẻ. Nhưng mà gia đình cũng nghèo đó. Dạ. Rồi đâu có ăn gì đâu sung sướng. Chưa có ăn món nào sang sang nữa hả? Dạ không. Có từ xuống biển nè nè, mình dạ. Sống á. Dạ. Gia đình có gia đình xuống biển nè mình sống á. Thì mình ăn nó đỡ chút. Có nghĩa là xuống biển nè ăn tôm ăn ghẹ đồ là bình thường. Dạ. Chứ ngày xưa là ở nước ngọt thì ít. Dạ. Mỗi một cử ghẹ như thế là ông Sáu đặt được bao nhiêu tiền? Tùy theo, là thí dụ nào trúng thì là được 200-300. Còn nào không trúng thì 170-180. Hôm trước thì ông Sáu đi đặt đú ngày hôm đó là ông Sáu được nhiêu tiền rồi ông Sáu? À, bữa đó đặt bán được 70 ngàn. 70 ngàn. À. Bảy chục ngàn đủ xài ngày đó không sao? Thì mình xài tiền tặng thì nó đủ. Dạ. Thằng Út ông Sáu hôm qua con gặp là học lớp mấy rồi? Nó học lớp 3. Nghỉ luôn? Dạ. Lúc mình đâu có tiền mà cho nó học. Cũng khổ hả? Nó biết chữ không sao? Nói nó có biết chữ. Dạ. Kiểu như mà biết đọc biết viết cái vậy đó. Dạ. Bây giờ đâu có làm gì không sao? Dạ nó cũng đi làm mướn cho người ta đó, đi cưa cây đó. Dạ. Mà chỉ chủ yếu là đủ tiền xài thôi gì. Dạ. Là bộ cái cây nước này là cũng nguy hiểm không sao hả? Dạ. Cái gần nước này cô bác của anh chị, gần nước là gần phòng hộ để bảo vệ gần biển, vùng biển và đặc biệt là cho chống xói mòn của sóng biển á, nước biển á. Và nó là một loại cây mà đặc biệt là tầm nhìn rễ nó nhìn đẹp phải không Sáu ha? Dạ. Vậy mà ông Sáu rủ đi thăm ban đêm cực ông Sáu lắm, nên là nữ là hôm qua mình không có quay. Thôi về luôn. Vô ông Sáu uống ly nước trà về luôn. Ô con gì ông Sáu? Này nè. Dạ. Này con ốc bự hồn.
con này ăn được không? Không. Cái vỏ nó là vỏ ốc nhưng mà con cua không sao? À. Cái hồn con khác nó vô. Rồi tới gần rồi. Lúng dữ không sao? Nó ăn gì nè? Đâu? Lúng tới đâu? Gì không hả? À. Ồ con tưởng đâu là nó cứ lúng nhiều rồi chứ. Lúng nhiều là lúng đẳng á. Dạ. Đẳng lúng nhiều. Ôi, hôm nay được đi theo ông Sáu vô đây rồi. Ồ. Chứ ông Sáu đợi con lấy cái điện thoại kìa. Con cô bác của anh chị bây giờ thì Bùi Hồ cùng theo chân ông Sáu để mà đi đến cái nơi đặt rồi nè. Ông Sáu đi đằng trước, mình đi đằng sau. Ô thương ông Sáu ghê không? Ông Sáu bẻ cây cho mình đi á. Hôm nay lội chân không đi vô đây luôn. Gì mà kêu đi buổi tối nữa, sợ luôn. Ôi gác quá. Gác ngoài xong đánh vô đó. Dạ. Có không sao? Không. Ồ. Ồ sao Sáu gỡ ra rồi? Gỡ nãy về. Dính gì không sao? Không. Con đi theo ông không? Đứng đó đi chở gà. Dạ. Ở đây mũi không cô bác của anh chị? Đây là những cái cây đước nè. Đó. Cô bác của anh chị biết cây đước chưa? Đây là cái lá nó đây. Đó. Và đặc biệt cây đước này nổi tiếng với lại là rễ. Đặc thù của nó là nó sẽ rễ nó bám sâu vào trong lòng đất và cực kỳ sâu luôn. Nên người ta sẽ trồng. Ồ dính không sao? Dính. Ồ. Mấy con? Ba con. Ba con vô lượt luôn. Yeah. Ngon luôn. Ở có mồi hả vô sao? Có mồi. Mồi này bữa đó mình đặt cuốn ra. Ồ, ba con ba khí luôn. Mình đâu dám cầm nó nhiều không sao? Cầm nó kẹp. Đây con cầm thùng cho. Ha. Yeah. Đi theo ông Sáu rồi. Ba con ba khí này bán 200 ngàn bán không sao? Bán không? Cười. Đâu có giữ bán nhiều. Dính một con nữa cô bác anh chị ơi. Có nghe mùi cá nó lại không? Cá. Này là ông không tốn tiền mồi rồi. Mình mồi mình đặt lú đó. Dạ. Ở đây gần đước này không quen thì cô bác của anh chị đi không được ha. Một là gác đất sình nhiều nè. Hai là gì? Nhiều khi ba cái mũi mồng. Ba con mồng á. Dạ. Dính nữa không sao? Dính con. Dính con. Ông sao nói chuyện hiền ghê á. Này ba khía cái nè. Dạ, ba khía cái hay ba khía đực ăn ngon hơn? Ba khía cái ăn nó ngon hơn. Dạ. Bởi vì nó con cầm chứ. Con ba khía này chạy nhanh lắm, bắt không có được đâu hay không sao? Dạ. Phải không sao? Bắt tay không được đâu phải không? Bắt tay không được nhưng mà nó kẹp. Có dính không sao? Dính mà kìa. Nhưng mà sao ông Bim Sáu biết đặt hay à? Hôm qua lặt ở đây là hôm qua nước đi vô sâu không sao? Nước có không có sao? Cái mùi cá nghe cái mùi cá ương đó.
nghe mùi cũng hôi hôi ha. À. Dính không sao? Dính con. Hôm nay con đi là hên rồi. Hên không sao? Hên lúc trước đặt vật này có khi cả chục cây vậy không có dính con nào á. Dạ. Nó ba coi chừng mấy con mồng á. Dạ, chích lóc. Ờ, nhìn nó như con gùi vậy đó. Mở bự hơn. Ừ. Đây con cầm. Bà khía này á là làm mắm trộn với lại cơm ăn. Làm mắm mà để muối đường một ngọt vô ha. Yeah. Rồi sau đó ăn với cơm nguội với lại dưa muối. Ở miền Tây là chuyên gia ăn vậy luôn á. À, bà khía muối á. Dạ. Dính nữa không sao? Còn nữa. Có người ta phải ăn bà khía bự á. Dạ. Bà khía bự và khía đực. Nó... cái con này nó bò nhanh lắm. À. Đây đi thường cho nó dễ. Không được được ông sao? Ông sao đừng. Ông sáu đi sáu mấy tuổi ông sáu đi được mà. Con nhỏ. Gán không à? Biển dơ lắm. Nói chung là mỗi một người dân nên có ý thức với biển mới được. Chứ bây giờ biển thấy ngoài kia thì sạch nhưng mà nè. Còn lon chai như chai nhựa gì không ạ? À? Cái cách đặt nó là sao không sao? À. Cách đặt nó là sao? Đặt theo mấy cái hang với theo cặp mé nước gì nè. Ờ cái hang nó đâu sao? Đó. Đây nè, đây là cái hang nó nữa nè phải không? Ờ. Nó trong hang nó đi ra. À này. Đây là hang nó đây. À. Nhưng mà sao mình không thọt móc? Thọt móc mình đâu có ấy đâu, nó đi luồn tuôn. Ở khía nó ăn hang này hang ba hang kia đó. Nó ăn sâu lắm phải không? Nó cũng không có sâu gì, có cái thì nó sâu. Đi hướng nào không sao? Hướng bên đây đi hả? Đi thẳng tay rồi. Dạ. Nãy giờ là được nhiều cái rồi không sao? Này cũng 7-8 cây vậy. Dạ. Đi chừng ra Chà Là đó. Ồ. Đâm cũng nhức lắm á. Nhức lắm không sao? Nhức. Rồi cái này không dính rồi. À. Đằng kia cũng không dính luôn. À. Có khi nào mình bị mất gặp bẫy không sao? Nó không. Không có lấy hả? À. Có lú thì dễ bị mắc hơn. À. À, cậu bác của anh chị thấy không? Vừa đám đước gì có một ông cụ với lại một người thanh niên. Bị gì không sao? Người khách. Gắt hả? Ừ, gắt nó ăn rồi nó đi ra. Làm dấu không sao? Làm dấu về mình giá. Ồ. Có nghĩa là nó cắn ra luôn, ăn xong, ăn mồi xong nó cắn ra, xé ra luôn. À. Để nó thoát thân. Thấy vậy nó cũng khôn lắm. Nó cũng khôn lắm bộ, nó đâu để nó bị nhốt đâu. Bây giờ tới đất ở dưới đây, đất sình của bác của anh chị. Nãy giờ đất trên đó là đất cứng á. Nếu đó tôi để gặp ngoài này cái rồi vô rót vô cá tóp đó để mình kỹ năng của mình là mình cố gắng bước theo những cái dấu chân cung sáo để lại đi đằng trước nè. Đó cô bác của anh chị thấy gãy đước không? Biết chỗ đi chở vô chỗ thầm một cái nữa. Một cái một không sao? Còn, mấy cái? Còn trong này nữa. Còn mấy cái nữa?
còn cũng gần cả 20 cây nữa. 20 cây nữa. Dạ, ông Sáu đặt theo luống nên không bị quên ha. Dạ. Thì đặt tới đâu bẻ cây tới đó. Ồ. Làm dấu. Dạ. Tự nhiên đường mình đi xa mới có cây mình bẻ gì nè. Bẻ gì đó mình làm dấu đạo mình đi. Cái đó là kỹ năng đi gần luôn á. Chứ không phải đơn giản đâu. Đã biết cái đường mình đi ấy. Ba cái bả nè. Bả xong đánh vô đó. Cô bác anh chị thấy một YouTuber mà làm cái công việc mà khám phá như thế này cùng với là những người ngư dân, mà đặc biệt là mình đi một lần thôi. Mình đi lần quay phim cho cô bác quý anh chị thấy đổi cực khổ. Còn như mà ông Sáu thì ông Sáu ngày nào ông Sáu cũng đi à. Và đi đến đâu ông Sáu biết kìa. Ông ấy lạc hai ông cháu lạc trong gần đước sao. Thấy ông Sáu. Đó giờ ông có bị lạc không? Không. Hết đi đừng ra. Ô con không sao? Không. Ông Sáu ca trong cổ được không? Nào giờ đâu có biết ca đâu. Đâu biết ca. Ngâm thơ vậy ạ. À? Sao? Ngâm thơ cũng không được. Hò về à? Dạ. Vì sao ông Sáu ngày xưa ông Sáu sao? Sao cua được bờ Sáu? Đó mình người lớn nhau đó. Dạ. Rồi ta chỉ dắt. Làm ai? Dạ. Chứ không có cua. Dạ. Làm ai rồi lúc đó ông có thương bà Sáu không? Thì lúc đó mình cũng thương. Này cái này có không sao? Có. Mấy con? 5 con. 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 2 con mà. 2 con kia không có xài được. Ủa sao vậy ông Sáu? Con kia nó ấy vậy. Nhỏ quá hả? Không, con kia nó còn cua mỏ nhọn. Đâu? Nè, càng nó nhọn liễu rồi. Là sao mình không xài nó? À, cua này đâu có ai ăn được. Con này nó vẫn giống con mực, coi chừng kẹp tay không sao? Ừ. Con này ăn được, con này ăn không được hả? À, con này ăn đâu được đó. Ủa sao vậy? Con thấy nó vẫn giống nhau, con đó con chùa ụ hay mà. Con này không biết con gì nữa, nó mới có là 2 năm nay nè. Đâu không sao? Cứ ăn đi. Ăn không được, sợ á. Đó cũng lên đài ăn ba con cua ấy rồi kia đó. Rồi có độc hả? Ừ. Cái này gãy quá gãy. Bỏ luôn hả? Bỏ. Bỏ cái đó luôn hả? À. Ôi ôi, mục hết trơn luôn rồi. À. Mục hết trơn. Mà con này nó có càng mà không sao? Ờ, nó bị kẹp rồi đó, nó kẹp với nhau đó, gãy đó, còn có càng đó. Ui. Nó ta sợ ăn có độc đó. Ta đâu có mua ăn. Nữ mình đâu có ấy bán được. Nhưng mà ông Sáu có ăn không? Không. Ông Sáu cũng sợ luôn. Dạ. Đã vô đây mà vừa tối, vừa mỏi và vừa khó đi. Ông mới thấy được cái sự khó khăn của ông Sáu luôn á. Và mỗi một cái ngày như thế á, cô bác quý anh chị, ông Sáu chỉ được khoảng chừng 50.000 đồng thôi cho một buổi sáng như thế này. Và một buổi chiều hôm qua ông Sáu đã đặt rồi. Thì chúng ta mới thấy được cái sự khó khăn của những người sống nghề biển à. Ông Sáu vẫn đang lùi hùi đằng kia. Này cô bác quý anh chị, đây là gần nước. Thì cái cây đây, đây là cây nước. Khi gãy nó ra thì nó sẽ cắm thẳng như thế này. Và cái gãy, cái nhánh này nó ra nó sẽ cắm làm cái rễ luôn á. Và nó bám sẽ đắt á. Dạ, bám đắt luôn. Mấy con sao? Còn một con à. Cô bác quý anh chị thấy không? Nè, bẻ ra nè đó. Bẻ ra nữa nó mọc nữa không sao? Bẻ ra tới nữa nó đâm ra chòi gì đó. Nó đâm ra gì đó rồi rễ nó ăn ra nữa. Dạ.
Này gửi ra này. Đường này không có cua. Một ông cụ già mà hơn 60 tuổi, gần 65 không sao? 65 Tết này 65. 65 tuổi. Hằng ngày phải lụi hụi giữa một cái gần nước như thế này. Đặt những cái bẫy. Nơi nào có sự sống thì nơi đó người dân thì cố gắng thôi. Gì bàn tay ta làm nên tất cả. Ây da, có sức người sỏi đá cũng thành cơm không sao? Ô, con này bự ha. Một con, hai con chạy xuống đi cân. Đây, hai con cua ngon lành ha. Con gì sao? Chim. Ủa sao sáu quẩy đó chi vậy? Quẩy nữa mình lấy hết gặp đó mình dồn vô. Rồi hết chưa không sao? Chưa. Thấy thương Bùi Hồ không cô bác của anh chị? Và thấy thương ông Sáu không? Thương Bùi Hồ thì hãy cho Bùi Hồ ông Sáu một like, một đăng ký, một lượt chia sẻ. Còn thương ông Sáu thì cho ông Sáu vài con ba khía. À, được không sao, để đó đi. Ông quải còn tưởng ông đi hành quân không chứ. Đó giờ có ai đi reo ông Sáu quay giống vậy không? Ông Sáu? Không đó. Mà có người nào mà chịu khó đi vô giống con không? Ít có gặp đó. Ít có gặp đó không sao? Dạ. Con cái ông có chịu đi theo ông không? Không đâu. Cái thằng Út đó, đó là nó cũng ở nhà đặt gặp không đó. Tới giờ nó lớn rồi nó thấy đặt không có đó. Đi là phụ hộ người ta. Thằng nhỏ Út đó ở nhà. Dạ. Đi phụ hộ người ta rồi này nó xin vô làm ấy cưa cây. Dạ. Ăn cho tiếp người ta vậy đó. Dạ. Làm nó có tiền hơn nghề của ông Sáu rồi. Dạ. Nhưng mà cái đó phải có sức khỏe mới được ha. Dạ, cái đó làm cây cực nặng lắm. Dính không sao? Không. Ồ, đó, một mình bây giờ mình lấy cái máy ra mình chụp á. Ông Sáu vừa cầm á, thấy tội ghê. Đó là cái công việc hàng ngày mà ông Sáu phải làm. Và khi mà ông Sáu làm như vậy á thì vừa quải vừa ginh vừa giác nè, đủ thứ. Đây con ginh cho. Nè, lấy cái này. Mưa ở đây rồi, mưa sao không sao? Dạ. Ông bị mắc mưa rồi sao? Mưa với cây này nè. Sao trốn được? Mưa thấy cái này nó cái nó nhiễu hột thôi. Dạ. Nhiễu hột cũng mưa lớn nó nhiễu hột vì lá cây nó ấy. Dạ. Đi rồi nè. Nó nhiễu hột thôi ha. Dạ. Nó cũng che lại cho mình ha. Dạ. Chắc chưa? Dạ rồi. Nhưng mà nó nhiễu nhiều không sao? Nó cũng mưa lớn thì nó nhiễu nhiều. Ước mình không không? Có khi đi đặt bưa tầm tả ước mình á.
Thì lúc đó ông sao làm gì? Cổ gáo ông đi đặt rồi mới về. Ông Sáu lúc nãy nói con câu mà con nhớ. Tại sao người ta 60-70 tuổi á, à, người ta khỏe, người ta sung sướng ở nhà, còn mình phải đi đặt từng cái như giữa gần gặp như thế nè. Sống với nghề biển ông Sáu vui không? Cũng thấy cũng vui. Hả, cái mình ấy nhà. Mình để cho ông Sáu cầm tí xíu để cô bác quý anh chị thấy cái công việc hàng ngày của ông Sáu. Nó vừa cầm vừa quải vừa ginh. Cái bộ phận nào của ông Sáu mà ấy làm sao không cho trống luôn. Có không sao? Rồi, tự nhiên trời hôm nay tối vậy không sao? Tối thì cây nó chè phức á. Dạ. Vừa tối vừa muỗi luôn. Không thấy trên, không thấy gì luôn. Này cô bác có anh chị thấy không? Không thấy gì luôn á. Nè. Bây giờ là không biết đường ra luôn đó ông Sáu ơi. Lỡ mà con ông lạc trong đây luôn sao? Dễ vào gì? Hả? Cô này nó quen hết rồi. Làm sao phát tín hiệu ra được? Trời ơi, phát đường nãy cái đường đi ra được. Lát mình đi ra đường cũ hay đi đường nào khác? Đi ra đây nè. Dính không sao? Dính. Đó, hai con. Ồ. Ừ. Oh. Trời tối quá không biết cô bác của anh chị có thấy được hay không? Mình phải bật đèn lên. Đây, đây. Ông cháu mình đi ha. Còn không sao? Còn. Còn mấy cái nữa? Để vừa để mấy cây. À, không biết cô bác của anh chị coi clip thì cái cảm nhận của cô bác của anh chị như thế nào, nhưng mà cảm nhận vì giác quan về cơ thể nè, về da của mình nè, thì mũi nè, rồi mồng nè, rồi khó khăn nè, nói chung nhiều lắm, không diễn tả được đâu. Ông Sáu có người nào mà đi trải nghiệm trả cho ông Sáu ngày 5 triệu 5 triệu, ông Sáu chịu không? Đi làm cái gì? Đi theo ông Sáu gì nè. Sáu đi trước đi. Ông Sáu nói dễ chịu không Sáu? Mà ai đâu trả mình 5 triệu ngày ha. Đâu có ai đâu mà cho tiền mình ngày 5 triệu rồi. Còn hơn trúng số nữa hả? Dạ. Ồ, xa rồi kia kìa. Phải không? Ôi, vô thùng luôn. Một thùng này là bình thường là bán được nhiêu tiền sao? Này hai mấy ngàn mà. Trời ơi, trời. Vì này nó hơn 1 kg. Đây con cầm cho. Ông cầm cực quá. Không dính không sao? Không. Ơ, cái gì? Gì? Con gì vậy? Ôi. Cái chân mồng nó đeo cắn. Để cho ông Sáu đi để cô bác của anh chị thấy sự xa. Đó. Dính không Sáu? Không. Thôi để nhớ là không phải là chuyện đơn giản nha cô bác của anh chị. Nhớ từng cái gặp như thế này là không phải là chuyện bình thường đâu.
Vì biết sao không, ở đây là tất cả các cây nó đều giống nhau hết, và ánh sáng mặt trời thì không thể nào ấy được. Chỉ có cách duy nhất để mà làm dấu đó là gì? Bẻ những cái nhánh cây mà sau khi mình đi qua, không sao? À, đó là cái cách những nhánh cây mình dắt đặng rồi mình đi. Dạ. Đường mình đi lại đó. Dạ. Đó là cái cách duy nhất mà hai ông cháu có thể kỹ năng đi biển hàng ngày của ông Sáu. Nếu mình bẻ anh dắt như vậy nè. Ồ. Đặng mình dễ thấy, mình đi ngang tầm bắt này mình nhìn. Ồ. Nãy giờ mới thấy nè, ông Sáu bẻ dắt ngày hôm qua nè cô bác quý anh chị. Đây. Ồ. Ồ. Ai. Đặng mình đi nó dễ. Đây, còn xong không sao? Hết rồi. Hết rồi. Vô này vô bao con vẫy. Cô bác quý anh chị đợi cho ông Sáu tự làm đi. Tại vì mình á, không có, ví dụ mà mình không có mình đi quay á, thì hàng ngày cái công việc này ông Sáu vẫn phải làm. Và mình cũng muốn quay cho cô bác quý anh chị thấy về cái công việc của ông Sáu ha. Để có những con ma khía mình ăn á, thì mình mới thấy được cái nỗi khó nhọc của những người làm. Cái người kinh doanh thì mới lời thôi, còn cái người làm khổ lắm. Nặng lắm không sao? Nó cũng 5-6 kg. Sức nặng cái gập á. Một cái gập như thế là ông sử dụng được bao lâu sao? Một được 2 năm. Tại vì nước biển ha. Dạ, nước biển mặn nó khét cái mò. Hôm cháu mình đi qua ra, đây con cầm cho. Rồi ông đi đi. Và đây là cái thành quả của mình với lại ông Sáu. Không biết thì chút xíu nữa ra kia mình sẽ gọi cho cô bác quý anh chị xem. Còn bây giờ thì là cái thời gian hai ông cháu sẽ đi ra. Đi ra bây giờ thì bắt đầu thấy ánh nắng mặt trời rồi. Đây. Chỗ nào hết cái mình đi ra đó. Dạ. Cũng bẻ lá cây làm dấu. Dạ. Bỏ đường gì nè. Hả? Bỏ gì đó mình đi. Làm sao cặp này con không sao? Con leo lên. Cái cây này chắc ha. À, trang đứt này còn sống nè, đi bước trên này ổng nó không gãy. Dạ. Yeah. Có trang khô cái mình đi lên cái nó gãy. Nguy hiểm. À. Rồi. Ý da. Cái này cái giá là bẻ cái mũ nó văng vô mắt á là mình cảm thấy đường đi luôn. Mù luôn không sao? Nó không mù luôn nhưng mà ấy bà khía á. Về cái mình giặt. Giặt bà khía hả? À. Con bà khía mình á hả? Con bà khía mình á. À con bà khía nó trị cây đó ha. À. Cái này cái gì không sao? Cái này cái cha. Có nghĩa là nó cũng có đối thủ của nó. À. Giặt là nó hết liền. Giặt. Ồ nãy vậy là lá đó nãy là bùi hồ bẻ là lá giá, còn lá này mới là lá đước nè. Dạ. À. Đó lá đước. Dạ. Còn đây là cái lá già vẹt nè. Lá vẹt. Dạ. Yeah. Nói chung là cô bác quý anh chị thấy đằng sau nè. Thôi. Nói chung là khó khăn. Ô, tới rồi. Nhưng mà đường này là đường khác không sao? Đường khác. Nào bây giờ cái này nó cắm xuống nè. Cô bác quý anh chị thấy không? Nó cắm xuống. Và khi nào mà nó cắm cứng xuống luôn, nó chịu giống như là một cái gì ghê lắm, cắm sâu lắm.
nhổ lên được đâu hay làm sao? Nè, nhổ lên không nổi đâu. Nè, cây rễ nó ăn xuống gì đó. Dạ. Nè. Ôi, tới biển luôn. Chỗ cũng này, vừa tới biển mà cũng vừa xong cái hành trình. Cái bả mà. Bả sống đánh đi vô bả. Đâu không sao? Cho coi coi. Đây cô bác của anh chị, đây là thành quả của ham cháu và ây da. Và Bùi Hồ xin và Bùi Hồ cùng với ông Sáu đồng hành cùng với ông Sáu một buổi thăm bảy ba khía của ông Sáu, cô bác của anh chị. Để Bùi Hồ miêu tả cái cảm giác mình sau khi cảm nhận mình đi nha. Cái thứ nhất á là những cái con muỗi gần và những cái con mầm nó cắn chích chăm chích. Thứ hai là nó đừa đường á, nó rất là ghê, trong trên rồi những cái sóng gác đồ không sao. Yeah. Và thứ ba là những cái con côn trùng ở dưới đất, nói chung là độ nguy hiểm cực kỳ cao. Và trên lưng ông Sáu nè là cực kỳ nặng luôn. Và hôm nay thì Bùi Hồ sẽ ủng hộ hết cho ông Sáu cái phần ba khía này, trả thêm chi phí cho con ông đi với con đi với ông ngày hôm nay, được không? Mừng không? Xin chào và hẹn gặp lại cô bác của chị ở clip sau. Chào và chắc quá. Dạ, chắc có lẽ là Bùi Hồ sẽ kết thúc clip với ông Sáu ở đây. Và hẹn gặp lại cô bác của chị vào những ngày gần nhất. Chào ông Sáu ơi.